Đây là một chiếc tàu bọc thép chở tù nhân được canh gác rất nghiêm ngặt. Trên xe đang ra một phạm nhân. Đột nhiên xuất hiện mấy tên cao to lực lưỡng lái trực thăng bay đến. Bọn họ sau đó lập tức lấy vũ khí ra bắn chiếc tàu. Họ chính là biệt đội đánh thuê, mục đích họ đến là để cứu tên phạm nhân này. Sau khi khống chế được đối phương, Bani từ từ bay xuống tiếp cận chiếc xe. Ngay giây sau, chiếc xe lập tức mắc vào dây cáp thép mà họ đã bố trí từ trước. Cứ thế, mấy tên canh gác bị xử tại chỗ. Tiếp đó Đắc dẫn mọi người vào trong tàu, dễ dàng cứu được tên phạm nhân. Nhưng khi mọi người quay lại trực thăng chuẩn bị rời khỏi đây, thì đột nhiên tên phạm nhân quay người bỏ chạy. Một thân một mình xông vào buồng lái giết chết tên lính canh gác, sau đó vặn công suất chiếc tàu đến mức to nhất. Tiếp đó anh ta đi đến đầu tàu, thiết lập một khẩu đại bác, bắn điên cuồng về phía nhà tù đối diện. Vào lúc chiếc tàu sắp đâm vào nhà tù, thì anh ta mới nhảy lên trực thăng bỏ trốn. Một trận nổ kinh hoàng diễn ra, nhà tù cũng bị phá tan tành. Tên tù nhân được cứu này có biệt hiệu là bác sĩ, nói đó là biệt hiệu vì anh ta trước đây từng là một bác sĩ. Còn lý do trông vạm vỡ thế này, đó là vì trước đây anh ta cũng từng là thành viên của biệt đội đánh thuê và là thành viên của lớp đầu tiên. Ngoài anh ta ra, các thành viên lớp đầu tiên đều hy sinh hết rồi, anh ta bị bắt ở ngay lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Gần đây Bani mới tìm thấy vị trí anh ta bị giam giữ, nên mới kịp thời đến cứu anh ra ngoài. Thành viên mới thành viên cũ chào hỏi nhau đơn giản một cái, sau đó Bani dẫn dắt mọi người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là một người tên là Victor. Sau khi xâm nhập vào cứ điểm quân địch, bác sĩ với thân thủ cường tráng đã dễ dàng lẻn vào buồng lái, khởi động cần trục đưa Bani cùng với mọi người vào bên trong. Vốn dĩ họ đã hành động thuận lợi đến đây rồi, nhưng sau khi nhìn thấy mục tiêu, Bani đột nhiên mất bình tĩnh. Bởi vì anh nhận ra đây chính là kẻ thù của anh, Son Evang, người mà trước đây anh đã từng xử lý rồi. Nhìn thấy kẻ thù vẫn chưa chết, Bani tức sôi máu, không quan tâm đến kế hoạch nữa, lập tức nổ súng bắn phá xung quanh. Nhưng không những không giết chết được Son Evang, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Bởi vì sự kích động của Bani mà khiến cho các thành viên khác bị lộ vị trí, dẫn đến một trận đấu súng kịch liệt. Đối phương rất đông nên Bani đành phải dẫn người rút lui trước, nhiệm vụ cũng thất bại. Có điều, đối phương không hề dễ dàng bỏ qua như vậy, chúng kéo nhau đuổi theo không dừng. Một trận đuổi bắt diễn ra, biệt đội đánh thuê tìm một chỗ để dừng lại bắn chúng. Khi mà họ cho rằng đã hóa giải được nguy hiểm rồi, thì đột nhiên Son Evang ngồi trên chiếc trực thăng xuất hiện trước mặt họ. Hắn ta cầm súng bắn tỉa nhưng không hề bắn chết Bani, mà ngược lại cố ý bắn xê ra đang đứng bên cạnh. Sau đó hắn ta ném xuống một quả lửa đạn. Mọi người phản ứng nhanh chóng, tất cả đã kịp nhảy xuống dưới nước nên không dẫn đến thiệt mạng về người, chỉ duy nhất xê ra bị bắn khi nãy lúc này đang thở yếu ớt. Mọi người đưa xê ra đến bệnh viện nhưng bởi vì vết thương quá nặng nên anh ấy vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, có thể tỉnh lại hay không vẫn còn rất khó nói. Chuyện của xê ra khiến Bani vô cùng tự trách, anh hiểu rõ Son Evang muốn báo thù mình nên mới cố ý bắn xê ra. Anh thề trong lòng rằng nhất định sẽ giết chết hắn để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Ra khỏi bệnh viện thì anh gặp đặc vụ CIA có biệt hiệu Drummer Church. Người trước giờ vẫn luôn liên lạc với Bani đã bỏ đi rồi, nên giờ Drummer chính là chỉ huy tổ chức mới. Drummer trách Bani tội phá hỏng nhiệm vụ, lại còn đánh động đến mục tiêu, sau này muốn tiếp tục ra tay e là rất khó. Bani cũng bất lực vì CIA đã cung cấp cho bọn họ tên giả của Son Evang, khiến anh không rõ về đối phương, nên mới dẫn đến kích động làm hỏng chuyện. Drummer không thèm quan tâm những điều đó, ông ta nói sẽ cố gắng tìm ra chỗ ở của Son Evang. Còn Bani, anh chỉ còn lại cơ hội ra tay cuối cùng khi tập hợp mọi người bàn kế hoạch, nhưng mà không phải để thương lượng làm thế nào để báo thù mà là muốn giải tán nhóm. Bani biết rõ, Son Evang là người rất khó đối phó, hơn nữa thế lực còn rất mạnh. Muốn giết chết hắn, e là phải trả giá rất đắt. Chuyện của Seja đã khiến anh áy náy rất nhiều, anh không muốn trong số những thành viên còn lại sẽ có người xảy ra chuyện nữa. Do đó, cho dù mọi người khuyên anh ta thế nào, thì anh ta vẫn kiên quyết giải tán nhóm. Nhưng anh cũng biết rõ, chỉ dựa vào một mình anh thì không thể nào xử lý được Son Evang. Thế là anh quyết định đi tìm một người bạn cũ của mình, bảo ông ấy giới thiệu cho mình vài người có năng lực, không sợ chết, lại nguyện ý hy sinh vì tiền nữa. Người đầu tiên mà ông bạn giới thiệu là một người trẻ tuổi, tên là Thon. Kỹ thuật điêu luyện cũng rất khỏe mạnh cường tráng, Bani rất thích. Người thứ hai có chút khiến người khác ngạc nhiên, đó là một em gái nóng bỏng. Sau khi thấy cô ấy đi giày cao gót nhưng vẫn dễ dàng xử lý được mấy tên cao to, Bani cũng không ý kiến gì nữa. Người thứ ba vốn dĩ tưởng là một thanh niên sức mạnh phi thường, nhưng ai ngờ khi gặp mặt thì đó lại là một người trung niên và lại còn nói nhiều. Mặc dù thân thủ phi phàm nhưng rõ ràng đó là thông tin giả, Bani trực tiếp cho pass. Người thứ bốn là một tay đấm móc cường tráng, độ chính xác tuyệt đối luôn, vì thế được nhận vào đội. Người cuối cùng chính là lính thủy đánh bộ đã về hưu. Lúc gặp mặt, người này lại bị đánh ngã lăn ra đất. Ông bạn cũ tưởng là người này không hợp, nhưng Bani nhìn ra người này vì tiền nên mới cố ý bị đánh thua. Dưới sự kích thích của Bani, người này cuối cùng cũng đồng ý gia nhập. Nhóm 5 người mới coi như cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Lúc này, vừa hay Drummer cũng tra ra được địa chỉ mới của Son Evang, ông ta đưa thông tin cho Bani, đồng thời cũng đưa ra một yêu cầu là phải bắt sống được hắn. Bani mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, các thành viên cũng biết rõ suy nghĩ của Bani nên đặc biệt đến tìm anh, muốn anh thay đổi quyết định, nhưng anh vẫn kiên quyết như cũ, mọi người cũng hết cách. Có người phi con dao vào thành viên mới để coi như chút giận, sau đó chỉ có thể đứng nhìn Bani rời đi. May mà lần này, Bani nhờ anh bạn cũ Chen đến giúp đỡ nên cũng bớt lo phần nào. Bên này Bani sắp phải đối mặt với một trận đấu lớn, các thành viên cũng đang rất khó chịu. Đột nhiên mọi người không có việc gì làm, cũng không hòa nhập được với cuộc sống bình yên. Hơn nữa còn lo lắng cho sự an nguy của Bani, nói chung là không thoải mái chút nào. Rất nhanh, Bani đã dẫn mọi người đến vị trí của Son Evang, còn Chen phụ trách tiếp ứng ở ngoại thành. Sau khi nắm bắt đại khái tình hình, Bani quyết định hành động theo kế hoạch, tìm thời gian thích hợp phá vỡ cửa lớn xông vào bắn phá bên trong, phong cách quen thuộc của biệt đội đánh thuê.
Nhưng mấy người trẻ này lại không đồng ý, họ cảm thấy kế hoạch này quá lỗi thời, thế kỷ 21 rồi, cần phải có cách làm riêng của thế kỷ 21 chứ. Hòn đưa ra ý kiến, đầu tiên để anh hack hệ thống bảo an của tòa nhà, như vậy có thể loại bỏ được máy dò chuyển động và máy giám sát sinh học. Tiếp đó sẽ thiết kế lại hệ thống camera giám sát và video giám sát, âm thầm lẻn vào trong, cuối cùng là nhân cơ hội tấn công. Một chuỗi hành động như vậy, bà Ninh nghe xong thấy nó khá là được, và bắt đầu hành động chính thức. Hòn dựa theo kế hoạch đã bàn, trước tiên sẽ xâm nhập vào hệ thống, mọi người sẽ lần lượt đi từ dưới cống thoát nước lên rồi lẻn vào trong. Nhờ vào sự quan sát của máy bay không người lái của Thon, bọn họ dễ dàng xử lý được bảo vệ canh gác các tầng, tắt nguồn điện, tập trung bắn chết các bảo vệ thân cận của Storm Airbang. Thấy vậy, Storm Airbang vội vã bỏ chạy. Tiếp đó, Thon thông qua điều khiển từ xa khóa hết cổng lại, buộc Storm Airbang phải chạy theo hướng mà họ đã thiết kế sẵn. Cuối cùng là kết thúc mai phục, thành công bắt được người. Một loạt hành động như vậy, Bani không thể không bội phục. Sau khi áp giải Storm Airbang lên xe, bọn họ nhanh chóng đi về nơi Chen đang chờ. Trên xe, thông qua cuộc cãi nhau giữa Storm Airbang và Bani, bọn họ mới biết được là hóa ra trước đây Storm Airbang cũng là thành viên của đội cảm tử, nhưng sau đó hắn lại tách ra, bởi vì chính hắn đã dẫn đến cái chết thương tâm của các thành viên khác trong đội. Đây cũng chính là lý do khiến cho Bani hận hắn như vậy. Có điều, mặc dù đã bắt được hắn, nhưng Storm Airbang không hề hoảng sợ chút nào, hóa ra là vì trên người hắn đã gắn thiết bị định vị. Hắn lợi dụng cuộc nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, nên họ không phát hiện ra nhóm người cứu viện của hắn đã đuổi đến. Bọn chúng ngồi trong trực thăng ở trên cao, trực tiếp bắn xuống khiến chiếc xe bị nổ tung, Bani cũng bị hất văng xuống sông. Cứ như vậy, Storm Airbang không những thoát ra được mà còn bắt được những thành viên còn lại. Bani bị trôi giạt vào bờ, sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra, không ngờ Storm Airbang còn phái người đi bắt anh, có điều tốc độ bắn súng của Bani không phải đùa. Anh dễ dàng xử lý được đám người này, sau đó nhanh chóng đến tìm Chen. Chen cho Bani xem video mà Storm Airbang gửi cho họ, bốn thành viên còn lại đang bị trói, 48 tiếng sau sẽ bị mang đi xử lý. Mặc dù là một nhóm thành lập tạm thời thôi, nhưng Bani là người nghĩa khí. Anh quyết định tự mình đi cứu bọn họ và đi đến kho hàng trang bị thêm vũ khí và đạn dược. Lúc này, đột nhiên người đàn ông trung niên trước đây bị từ chối tìm đến anh, ông đề nghị cho ông tham gia vào nhóm. Thấy ông ta kiên quyết như vậy, lại thêm việc nhóm đang bị thiếu người nên Bani cũng đành đồng ý. Hai người thu dọn đồ đạc rồi lập tức xuất phát, nhưng sau khi ra khỏi kho hàng, bọn họ nhìn thấy bốn thành viên cũ đang trang bị đầy đủ vũ khí và đứng đợi ở trước mặt. Thấy cảnh này, Bani không khỏi cảm động, anh vẫy tay và mở cửa cho họ lên máy bay. Bên này, Chen cũng tìm được một trợ thủ, chính là Giang, người rời đi lúc trước. Chủ yếu là vì tranh ra giá cao nên Giang mới đồng ý theo ông ta. Đồng thời, bởi vì tình hình hiện tại khá khó khăn nên Glamour cũng mặc quân trang và đích thân xông trận. Rất nhanh, biệt đội đánh thuê đã tìm được nơi mà bốn thành viên kia đang bị giam giữ. Điều ngạc nhiên đó là ở đây không hề có mai phục, Bani nhanh chóng cởi trói và cứu mọi người ra ngoài. Nhưng đương nhiên, sự tình không thể thuận lợi như vậy được, người vừa được cứu xuống thì chiếc TV đột nhiên mở lên. Storm Airbang nói với Bani, cả tòa nhà đã bố trí đầy thuốc nổ C4, 45 giây sau, tất cả mọi người sẽ thăng thiên tại đó. Cái này thật không ngờ đến, giờ chạy thì cũng không kịp. Lúc này, Thon lấy ra một chiếc máy tính mini, một loạt thao tác nhanh như gió. Vào 3 giây cuối cùng, họ đã thành công vận hành được mật mã và ngăn chặn tín hiệu, khiến cho quá trình bom đổ dừng lại. Nhưng mà pin của máy tính còn rất ít, 25 phút nữa sẽ hết sạch, vì thế mọi người cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng Storm Airbang sẽ không để cho họ rời đi dễ dàng như vậy đâu. Hắn ta phái quân của chính phủ hợp tác đến bao vây từ trước. Xe tăng, máy bay và binh lính đã bao vây cả tòa nhà rồi, rõ ràng là không muốn để lại một con đường sống nào. Nhưng mọi người cũng không hoảng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trận này chả ai sợ cả, đám quân chính phủ nhanh chóng tiến vào trong, trận chiến kịch liệt diễn ra. Mọi người phối hợp với nhau, chia thành những nhóm nhỏ canh giữ khắp các nơi. Dựa vào năng lực của từng người, xử lý quân lính này cũng không quá khó, nhưng sức công phá của xe tăng quá mạnh, điều này khiến biệt đội đánh thuê vô cùng đau đầu. May mà đội cứu viện của họ đã kịp thời đến. Glamour lái máy bay, Chen và Giang mỗi người một súng, bắn tỉa xung quanh. Sau đó họ thả một quả lựu đạn xuống, xe tăng từng chiếc bị nổ tan tành, thế cục nhanh chóng chuyển biến tốt. Tiếp đó, mọi người còn nhân lúc loạn lạc cướp lấy một chiếc xe tăng, hưng phấn lái tấn công về phía trước. Nhưng quân địch cũng càng ngày càng đông, biệt đội đánh thuê lại bắt đầu rơi vào thế yếu. Cơ bản vì đây là địa bàn của chúng, cộng thêm số lượng của quân địch quá đông nên khó mà giết hết sạch. Bani lập tức bảo nhóm người Chen tiếp ứng ở trên mái nhà, tất cả mọi người lập tức lên trên sân thượng, chuẩn bị ngồi trực thăng rời khỏi đây. Nhưng khi mọi người lên hết rồi, thì còn lại mình Bani đang bị Storm Airbang giữ chân lại. Quân chính phủ quá vô dụng, vì thế Storm Airbang dứt khoát tự mình đi đấu với Bani luôn. Kẻ thù gặp nhau không tránh khỏi tức giận, hai người vứt súng đi rồi trực tiếp lao vào đánh nhau, ta một đánh mày một đánh, không ai nhường ai. Cảm thấy cứ như thế này mãi thì không ổn, nên hai người lại vồ lấy súng của mình. Giờ là đến lượt đo tốc độ bắn súng, dĩ nhiên là Storm Airbang không thể nào thắng được Bani. Cuối cùng Bani đã báo thù thành công, xử lý được kẻ thù suốt bao năm nay của mình. Đồng thời vào giây phút trước khi tòa nhà nổ tung, anh đã kịp thời nhắm vào sợi dây của trực thăng. Tất cả thành viên của biệt đội đánh thuê đều hoàn thành nhiệm vụ và sống sót quay về. Cuối bộ phim, mặc dù không thể bắt sống được Storm Airbang, nhưng Glamour cũng chẳng suy xét đến cùng. Cuối cùng, Seja cũng tỉnh lại. Dạo chơi ở quỷ môn quan một vòng, cũng coi như anh ta mạng lớn, đại nạn không chết, lại lần nữa gia nhập vào đại gia đình này. Đồng thời, đại gia đình này còn có thêm 4 thành viên trẻ tuổi mới và một ông trung niên nói nhiều. Một biệt đội đánh thuê mới càng trở nên mạnh và tiếp tục phát triển. Biệt đội đánh thuê 3 là phần cuối cùng của series biệt đội đánh thuê. Phong cách bộ phim vẫn như cũ, bạo lực, máu me, kích thích và rất đã.
Ngoài nhóm thành viên cũ ra, bộ phim đã thêm một vài thành viên mới. Trận chiến cũng diễn ra kích thích hơn. Máy bay, xe tăng cũng ra trận. Bộ phim không ngừng thay đổi các vũ khí điển hình quen thuộc. Đối với sự thay đổi này thì bộ phim xứng đáng để xem. Nghe nói series này sẽ có phần 4. Nếu như thật sự chiếu phần 4, đến lúc đó mình sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe. Được rồi, đừng quên like và share giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.